Gồm gồm, tụi nó đi ra giải gồm. Gì ông nội? Nay mới nạp 150 vô được 600 mấy luôn á nha gồm. Gì ghê vậy? Shop quý á. Shop quý hả? Ừ. Trời lạ trời. Vô đây, vô chưa, vô chưa? Rồi. Hôm nay đặc biệt phải không? Hôm nay đi đá giải phải không? Hôm nay mình quay vòng quay bóng đá đi. Bóng đá luôn. Cái này mà trúng một cái là quay là vô giải luôn nè. Ôi một vòng 19.000 hả? À. Tao quay trước nha. Coi tao tao hôm không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Gotcha, bitch. Trời là trời cái gì vậy trời? 28.888. Quay ai vô gom luôn. Cái gì vậy trời? Tới mày đi ngồi năm tới mày đi. Mày thấy không? Cái gì 19.000 trúng 30 kiện cơ. Trời ơi lạ trời cái tao nó uống tao kìa trời. Rồi tới tao nè, giờ tao chơi ít mừ luôn nha. Giờ mình dư tiền mà 160.000 nè. Cái này mà chúng tao nói với mày là động đất luôn. Nè, lụm nè. Nổ. Nổ không? Lụm. Tao kỳ vậy. Tao tới mày kìa, tới mày còn, tao còn một lần nữa đó. Quay luôn. Ít mừ luôn. Nè, nổ nè. Trời ơi trời. 300.000 kiếm cuốn rồi. Mua hết shop luôn rồi. Thôi đi đó anh rồi đây. Ra ngoài tao mày, ra ngoài mua đồ. Đi coi. Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Ngón em ơi. Thì hôm nay thì tôi có một cái giải trường anh em à. Hôm nay thì tôi sẽ quay lại tuổi thơ và đi sẽ đi đá giải trường với mấy anh bạn của tôi cho anh em xem nha. Đó tôi nói anh em nó đã quả cái trưởng luôn. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi nha anh em ơi. Hôm nay là tôi đá nha chứ không phải là tôi làm cốt nữa nha anh em. Bây giờ là đi thôi anh em ơi. Thì xong hiệp đấu thì tôi mới nhận ra cái thằng này anh em ạ. Thằng này đó quýnh mày đứt. Tại vì sao giờ đó mày quýnh tao? Chuyện trẻ nông dài vơ. Bây giờ đó bên gặp lại nó anh em, cái thằng quỷ vậy nè. Hồi đó mày quýnh thằng Đức dữ lắm mà. Trẻ nó à. Thua nó rồi đó. Anh em ơi, hôm nay đá dây trường mấy đứa này nó non dữ vậy. Cháy non quá. Đúng rồi, được người đá thua thằng nhục nha ba. Sao nhục được? Ăn hết. Lô. Tự nhiên đi đá banh này gặp nguyên cái này một đống đó trời ơi gì vậy. Quá tứ thiệt luôn. Rồi thì bây giờ là vô trận đấu thôi nha anh em ơi. Đó thì cái giải lần này là cái giải trung học phổ thông giống như là trường Nguyễn Việt Dũng nha anh em ơi. Đó thì team của tôi sẽ đại diện giống như là trường trung tâm giáo dục Thường Xuyên nha anh em ơi. Đó là nói chung là mấy người này là bạn của nhân gồm nha anh em ơi. Còn tôi là đường đi đá giống như là đi đá chơi nha. Rồi thì Đức Cống thì cũng học giống như là trung tâm giáo dục Thường Xuyên nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là Đức Cống sút nhưng mà không có vô nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là làm gì đâu. Thanh Đen đó, đây là con giống như là con ếch của team tôi nha anh em ơi. Đó đây mới chơi nhảy tùm lum chơi luôn. Đu xuyên luôn chơi anh em ơi. Đó chỉ có thể là giống như là Thanh Đen là một điều này thôi nha anh em ơi. Đó thì lúc này tôi ngồi cười quá trời luôn, nó đá kiểu gì nó chỉ mà nó cũng vô nữa anh em à. Rồi Đức Cống sút xong rồi Thanh Đen lại tiếp tục vô anh em ơi. Đó thì Thanh Đen trận này là sút vô được hai trái luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ là rồi nguyên ngón làm gì đây, định là sút nhưng mà không được anh em à, trúng chân nhưng mà rồi không giờ tôi đi uống cà phê cái nha anh em ơi. Xong rồi hồi đó tiếp anh em nhìn chút bỏ nó nhọn giờ bỏ cho nó nhọn yêu boy. Cái gì á Phú Lê à. Nghĩ sao về cái giải lần này? Mấy giải ao vàng thì ao trình nó hết rồi. Ao trình hả? Đó thì còn hai trận nữa vô địch nữa, là gán làm sao làm nha. Chơi luôn này, chơi khô máu luôn. 3 trận hay là 4 trận hay là 2 trận? 2 trận thôi. 2 trận. 2 trận nữa vô địch rồi. À, ok. Ôi này. Bữa mày đụng tao mày kiếm chuyện tao đúng không? Rồi chuẩn bị đụng chứ thôi, áo đỏ anh bển kìa. Thằng nào né trên há không vậy ông nội, người tính sao? Nãy chưa, nãy em mới ăn chuối rồi. Em xúc ngồi là công trái chuối luôn, xúc nó bể bình luôn. Bể bình luôn hả? Bể bình luôn.
thì cái trận hồi nãy anh em đó, cái trận vòng loại anh em, thì cái trận đó nó nhàm quá thì tôi không có quay cho anh em xem đó, thì cái trận này nó mới căng nè anh em à. Đó rồi bây giờ là làm như thế nào đây? Rồi tiếng Neymar truyền cho giống là tư mớm nhưng mà gịch lại nhưng mà không hiểu ý, quyên ngón trẻ xong rồi làm như thế nào đây? Quyên ngón chuyền đứt công xuống vô đó, anh em thấy gì chưa? Trời ơi, trời trận đấu sinh tử đó anh em ơi, đá là phải vô nha anh em ơi. Thì cái trận này anh em là cái trận giống như là tôi đối đầu với ba người ghiền nha anh em ơi, mà ba người ghiền nhỏ nha. Đó tiếng Neymar, Bình Lâm rồi tư mớm nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Bình Lâm sẽ làm như thế nào đây? Bình Lâm làm như thế nào đây? Quyết định là không được anh em à, quyết định là truyền về cho giống là tiếng Neymar. Tiếng Neymar dễ qua Đức Cống nè, xong rồi truyền cho giống như là Bình Lâm, xong rồi Bình Lâm làm gì đây? Bình Lâm xúc nhưng mà bực giống như là Minh Thành giống như là chụp được rồi nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Minh Thành về giống như ngón quyết định dễ nhưng mà không qua được Bình Lâm nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là làm như nào? Tư mớm làm như nào đây? Rồi lại tiếp tục là tứ mớm nhưng mà không vô nha anh em ơi, khá chỉ là khó luôn anh em ơi. Trận này mà ai mà thua anh em là tôi sẽ đi về nha. Rồi thì bây giờ là Đức Cống truyền nhưng mà không được anh em à. Đó rồi bây giờ là Bình Lâm sẽ làm như thế nào đây? Bình Lâm là dễ qua hai người nhưng mà không qua được chúng mà là Minh Thành anh em à. Ơi có chừng vô bây giờ tứ mớm nhưng mà tứ mớm chứ không có vô nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Minh Thành chúng lên, trời ơi trời, cây dưới vô trời. Rồi nhưng mà không sao nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Bình Lâm tiếp tục vẽ nhưng mà không được, xong rồi giống như là tiến sẽ truyền ngay đây, đây tiến sẽ truyền cho giống là Đức của quý một ngón, quý một ngón truyền cho Đức Cống trước. Quá chi là nhẹ nhàng nha anh em ơi. Thì hôm nay thì tôi sẽ đi đá giải với mấy bạn tôi nha anh em ơi. Thì mấy thanh niên này là đó học chung với tôi anh em, nên tôi nghĩ trước tôi làm YouTube anh em, giờ tôi gặp lại nó tôi sẽ thể hiện cái trình độ đá banh này của tôi cho anh em xem nha. Rồi thì bây giờ là tiếng Neymar xúc nhưng mà không qua được giống như là Minh Thành nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Minh Thành chọi lên cho Đức Cống nhưng mà không có được nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là làm như này, Đức Cống đối đầu với Bình Lâm nhưng mà không được anh em à. Rồi bây giờ là tư mớm dẫn banh để coi liệu có qua Đức Cống hay không. Không qua Đức Cống được nha anh em ơi. Tiếng Neymar truyền cho giống như là tư mớm xúc mà lên trên trời nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tiếng Neymar truyền nhưng mà không được, quý ngón truyền cho Đức Cống có truyền quá chỉ là nhẹ cho quý một ngón anh em ơi. Đó nãy giờ tôi kiến tạo cho nó hai trái đó anh em ơi, thì một hồi nó phải kiến tạo ra cho tôi nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Bình Lâm dẻ xong rồi làm như nào đây? Bình Lâm xúc nhưng mà không qua được chúng tôi là Minh Thành nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là truyền nhưng mà rồi bây giờ là quý một ngón xử lý nè, dẻ quá rồi xong luôn chuyện tinh tay giờ đây kèm như tiếu hút quá luôn anh em ơi. Rồi nên tôi là ăn ba trái nha anh em ơi. Đó thì nãy giờ tôi kiến tạo cho nước hai trái hai anh đàn giống như là một trái nên mà buồn quả trưởng nó không giúp chưa được trái nào hết trơn em ơi. Rồi thì bây giờ là anh đàn nè, ủa kiên nhẫn đi biên thằng này là con cái là anh em biết sao không, thằng này là nó chuyên đi biên anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ thì đi biên thì không chắc đã được anh em ơi, tại vì cái banh tranh chấp 5 năm mà anh em nói ai xui gì bị té thôi đúng không anh em. Đó thì trái này nó cũng hơi nặng anh em à, nghe nói là đập cái đầu xuống đất xương cái đầu luôn anh em ơi, nhưng mà lỡ rồi biết sao giờ đúng không anh em ơi. Đó thì bên kia cũng có hỏi thăm bên tôi nhưng mà mấy này bạn tôi không anh em ơi. Rồi thì bây giờ là làm thế nào đây? Rồi gịch lại nhưng mà không hiểu ý Đức Cống anh em à. Rồi thì bây giờ là Bình Lâm đối đầu với Minh Thành nè, 1-1 ra nhưng mà quyết định không truyền xử lý là trời ơi quá chi là dở luôn anh em ơi. Rồi thì bây giờ tiến nè, xong dẻo 1-0 xong rồi làm như thế nào đây? Đức Cống truyền quý ngon xong, trời ơi biết chưa anh em ơi. Tại tôi không biết đá giải nên tôi vô tôi đá giải là tôi ăn người ta vậy đó anh em ơi. Đó anh em biết sao không, tại vì hôm nay tôi đá vô nên cho anh em cho tôi gáy nha anh em ơi, hổng vậy tôi được hạng 3 hạng 2 tôi buồn quá trời anh em ơi, mà lỡ rồi anh em biết sao giờ đúng không anh em. Rồi bây giờ hai tiếng nó đầu uống khu hú chuyện về nhưng mà làm như thế nào đây? Rồi tiếng nè, tiếng dẻo nè, trời trái đá chưa vô ra ngoài nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ tư mớm xử lý quá chỉ là kém luôn anh em ơi, trái đó mà xúc luôn mà quá chỉ là dở luôn. Tiếng Neymar làm như thế này đây, xúc nhưng mà không vô được Minh Thành nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là xúc tư mớm rồi trái này vô nha anh em ơi, tỷ số rút ngắn về là 3-1 nha. Rồi thì tỷ số bây giờ là rút ngắn về thành 3-1, xong rồi tôi đổi sân luôn nha anh em ơi, tại vì hết hiệp rồi đó anh em. Đó nên bây giờ tôi sẽ đá lại cho anh em xem này nha. Rồi bây giờ là kiên nhẫn vô sân lại nhưng mà trời ơi trời nhém là góc chữ A rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là nhưng mà không được qua đúng là Hai Bảo rồi, xong rồi đó đầu tiếp tục với đầu với Minh Thành nhưng mà không được anh em à. Đó hôm gài giống như là Minh Thành giống như là sửa sai dữ lắm rồi nha anh em ơi. Rồi kiên nhẫn xúc nhưng mà
liệu coi thằng Khoa nó có làm được cái gì không. Thằng Khoa, trời ơi trời, ông nội Khoa bị nhét chân anh em à. Đó, nhưng mà không sao. Rồi tư mớm chuyện bị bắt bài nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tiếng nè, sút nhưng mà được bên vô như là hủ môn bên kia chụp được rồi nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là sút. Trời ơi, quá trời ơi, tự giết của anh Khoa luôn em ơi, nhà đệ tử tôi nha anh em ơi. Đó, thì nó còn trẻ non dại thì anh em bỏ qua cho nó nha, nó mới sút vô được trái đó anh em ơi. Thì cái này á là trẻ quý một ngón nha anh em ơi, chứ không phải là quý một ngón bự nha anh em ơi. Thì sao cái pha đó thì hai anh em giống như là bị chấn thương luôn. Rồi thì bây giờ là giống như là quy quy truyền cho giống như là quý một ngón, quý một ngón để làm gì đây, sút nhưng mà không vô anh em ơi. Rồi bây giờ là vẽ qua hai hàng xong đánh gót, trời ơi chứ đó mà vô là siêu khoảng quý một ngón luôn rồi anh em ơi, quá chi là dở luôn anh em à. Rồi thì bây giờ là làm như thế nào đây, cái thằng này là cái thằng mà đánh thằng Đức rồi đó nè anh em ơi. Bây giờ tự nhiên đá nó banh chung tôi luôn anh em, đã thiệt chứ ông nội. Rồi thì bây giờ là Minh Thành truyền lại cho quý một ngón vẽ một người, xong rồi làm như thế nào đây, vẽ qua hai người, xong rồi làm như đây truyền cho thằng giống như thằng đánh Đức, xong rồi làm như thế nào đây, nhưng mà không được anh em à. Ok anh em ơi, thì nãy thằng này nó gáy nó ăn tương chột trái hùa đi về thằng Tư thương mớm luôn rồi ông nội. Ok anh em ơi, thì đội của Phú Phúc Nhân team tôi nó đã vô chung kết rồi nha. Giờ vô tôi qua đây nè. Đây nè. Đây còn đây là Tài Tôm là đó học chung mà giờ nghỉ học rồi nha. Đúng rồi. Ở đây nè. Cái thằng mà học chung tôi xong nghỉ rồi nha anh em. Rồi thằng này là nó team tôi mở đá cho người ta nha anh em. Đây chuẩn bị nha. Cho tao. Ok anh em ơi, giờ lại tiếp tục lần tư mớm nó đáp Ben nữa nha anh em ơi. Rồi hổm già là mày không miss Ben đúng không? Đúng. Hôm nay là mày phải miss Ben. Không có đâu. Rồi để tôi coi nó hạng tư à, hạng 3 nữa nha anh em ơi. Hồi bữa nó cũng hạng 3 thằng này. Ok. Gán hạng tư nha. Đúng chắc tư mớm luôn. Rồi bây giờ đá Ben phải không trọng tài? Ben em ơi. Rồi. Nè nha, chuẩn bị nha, lên TV nha. Cùng. Thằng nào đó đầu luôn mọi người dính lóng nha. Trời. Tôi nói chưa, thằng nào đó đậu là nó nói dữ lắm. Nè nè, Thái Bảo nè. Nói câu gì vậy? Rồi dễ nè. Biết Ben nha. Bẻo đỏ này xúc vô là tinh thần dữ lắm nè. Rồi này xúc vô là tinh thần lắm nè. Đó, đó bên đây nè. Mày nói tao nói đúng rồi. Thằng này là mid Ben thiệt nè. Mid Ben là tiên, mid. Rồi. Nói gì cứ chi đá nè, nói gì nè. Coi đi hả? Mít Ben nè, mít Ben nè. Nè nè, cái mặt là mít Ben nè, mít Ben nè. Dạ ơi. Lật chồng lên bạn này ơi. Rồi Win. Rồi vậy là được hạng 3 đó này. Chúc mừng đã được hạng 3 nha. Ngày hạng 4 là sao vậy? Nó hạng 4 là sao vậy? Ngồi đại ca vô đừng báo chứ nào nghe đại ca. Ok anh em ơi, tôi sẽ lấy cúp nha anh em ơi. Tại vì cái giải này quá mềm. Ok. Rồi thì đây là mấy cái là cái đội là mạnh nhất nha anh em ơi. Đó thì cái đội này đã vô chung kết và đối đầu với team tôi nha. Thì mấy thằng này là mấy thằng bạn tôi anh em đó. Là cái đội của Hứa Quốc Nhân á anh em, là team với một ngón á anh em. Đó. Rồi. Trời thì bây giờ là bên tôi giống như là khúc đầu anh em là giống như là sút bên kia quá trời bên kia luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là làm như đây đứng công sút nhưng mà không được anh em à, bị dấu vàng giống như là cản phá. Rồi thì bây giờ là đá biên nha anh em ơi. Đó. Còn bây giờ là Đức Cống sẽ giống như là đá cự ly cho quý một ngón nha. Quyết định là không sút anh em ơi, xong rồi chuyền. Nhưng
mà không được anh em, mà bị phục nhân giống như là đỡ được nha. Rồi cái trận này là hơi bị hay luôn nè anh em đó, thì cái này là mấy thằng bạn của tôi nè anh em đó, nữa anh em lớn anh em là anh em sẽ giống như là quay lại tuổi thơ, sẽ đá với mấy thằng bạn của anh em sẽ như tôi giống như kiểu vậy nè anh em. Trời ơi tôi nói anh em là bao vui luôn á anh em đó. Rồi giống như là cái giải lần này anh em là cái giải mà giống như là để cho tụi tôi giống như là hợp mặt vậy đó anh em. Trời ơi trời, mấy này đó chung lớp với tôi nè anh em. Rồi bây giờ là quyết một ngón nè, quyết ngón lại mày đây, quyết định là trời ơi chứ banh phải mà xéo xéo là tôi xúc rồi đó anh em. Rồi thì bây giờ là quyết ngón chị với Đức Cống nè, nhưng mà không được Khánh Đan, nhưng mà không được anh em ơi. Rồi thì bên tôi xúc nhưng mà không được luôn nha. Rồi Khánh Đan xúc nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là như thế nào đây, Thái Bảo, ủa ừ đúng rồi, rồi dẻo vào một người, xong rồi chuyền cho Phúc Nhân chuyền cho những người áo vàng, xong rồi Thái Bảo xúc nhưng mà vô, một con nghiêng về đội như là Hứa Phúc Nhân nha anh em ơi. Đó thì bên tôi là tem với mua là anh em cũng biết là biệt danh rồi đúng không, tem thánh lật kèo mà đúng không anh em ơi. Trời ơi trời, cho dù thua cỡ nào thua thì tem tôi cũng lật kèo anh em ơi, nhưng mà không sao nha. Đó thì mấy bạn tôi đó hay lắm anh em à. Đó hồi đó tôi đá banh ngu anh em, mấy anh này nó chê tôi đá banh ngu, cái giờ á tôi có nguyên cái tem đội hình khủng mà trời ơi tôi đố tôi nó ăn được tôi luôn á anh em à. Rồi thì bây giờ sẽ làm như thế nào đây, rồi số 16 nè, rồi kỹ thuật nè, chuyền cho giống như là Bảo nè, xong rồi chuyền lại cho giống như là áo vàng. Áo vàng sẽ làm như thế nào đây, liệu có dẻo được quý ngón không, nhưng mà không được anh em à. Đó rồi bây giờ là Đức Cống nè, Đức Cống sẽ làm như thế nào đây, quyết định là xúc nhưng mà trời ơi bị cản phá rồi anh em à. Đó cái này hay nè anh em ơi. Rồi thì bây giờ Đức Cống nè, xúc, trời ơi cũng không chụp ghê dữ người ta. Nó chơi đó mà nó dám chụp hay thiệt anh em à. Rồi thì bây giờ là Đức Cống đối đầu với Hứa Phúc Nhân, xong rồi làm như thế nào đâu, kiên nhẫn xúc vẫn không vô anh em à. Đó trái cho gỡ quà cái đi anh em, trái này mà hô anh em là tôi được hạng gì đó anh em ơi. Suốt cuộc đời của tôi là hạng chi rồi luôn. Suốt cuộc đời tôi chỉ được hạng 3 với hạng 2 không mà anh em à. Thì bên tôi hô hai trái nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Đức Cống nè, Đức Cống sẽ làm gì đây, Đức Cống chiên nhưng mà không được nha anh em ơi. Đó thì mấy bạn tôi đó hay quá trời anh em mà, nên tôi thua được hai trái rồi anh em ơi. Còn đây là giống như là cái tem giống như là trẻ nguyên món của tôi nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là xuất phạt nè, nhưng mà thầu vô trời cái đáy đó mà nó ngay gôn là nó vô rồi anh em. Đó rồi thì bây giờ sẽ làm như thế nào đây, rồi nhưng mà dẻo qua một người hai người, xong rồi không qua được hổ môn nha anh em ơi, khá chi là khó luôn, tại hổ môn nó có hai tay hai chân nữa anh em à, nên khó lắm anh em ơi. Trời ơi má, nãy giờ Đức Cống nó xúc quá trời luôn nhưng mà nó không có vô anh em à. Rồi thì bây giờ là rồi chiên nhưng mà xúc nhưng mà rồi vô, ok cho anh em ơi. Của bên kia nha anh em ơi. Đó thì bên tôi còn một trái nữa thôi là sẽ nhưng mà là gỡ quà nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là hết hiệp 1 luôn, rồi bây giờ là hiệp 2 nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là có 20 phút để mà tôi giành chiến thắng cái đội này, thì anh em xem hết clip giống như là nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi thì bây giờ là Đức Cống nè, xúc nhưng mà cô không được anh em à. Bây giờ là Đức Cống như là cố gắng để mà xúc vô anh em ơi, để mà gỡ quà anh em ơi. Cái chứ gì mà đá mà từng nào mà cũng được hạng 3, hạng 2 hết trơn anh em, nó buồn dữ lắm anh em à. Đó nên bây giờ là tôi sẽ cố gắng hết sức nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Minh Thành, rồi bây giờ là làm như thế nào đây, dễ qua được giống như là khởi xúc nhưng mà không qua được Minh Thành nha anh em ơi. Đó không có ngay guôn anh em à. Rồi thì bây giờ là Tài Tôn giống như là chuyền cho áo vàng, nhưng mà Đức Cống giống như là trận này chơi hết sức nha anh em ơi, đó nên là không qua được Đức Cống. Rồi bây giờ là xúc, trời ơi trời nhém nữa là kiên nhẫn xúc vô anh em ơi, là gỡ quà anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Phúc Nhân chuyền như thứ sáu nhưng mà bị giống như là kiên nhẫn mắc bài nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là đá giống như là cự ly nha anh em ơi. Rồi liệu con số 6 này sẽ làm như thế nào ra, số 6 xúc bóng nhưng mà được giống như là Minh Thành giống như là bắt bài nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Tiến nè, Tiến sẽ liệu con có gỡ quà được hay không nha anh em ơi. Đó nhưng mà không được anh em à. Rồi thì bây giờ là Đức Cống nè, Đức Cống sẽ làm như thế nào đây, Đức Cống truyền lên cho giống như là kiên nhẫn nè, bây giờ là kiên nhẫn sẽ làm như thế nào đây, kiên nhẫn truyền cho Đức Cống liệu, nhưng mà không được anh em à, khá chi là khó luôn. Thì khúc này là còn có 5 phút nữa thôi là tôi thua rồi đó anh em. Đó thì bây giờ anh em xem nè, xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó anh em cứ xem cho tụi tôi giống như là lạc kèo cho anh em xem nha, tem tôi là tem thánh lạc kèo mà anh em, nó trái nào nó vừa vua cả ngày tôi cũng gỡ kèo thôi. Đó thì còn mấy cái giải kia mà tụi tôi được hạng 3 hạng 4 anh em là ngoại lệ nha anh em ơi, chứ tôi không có biết nha anh em ơi, tôi gáy chơi đó anh em à. Rồi bây giờ là làm gì đây, quốc khởi nè, khởi sẽ làm như thế nào đây, xúc nhưng mà trời ơi nhém là vô rồi anh em ơi, quá chi là uổng luôn. Rồi thì bây giờ là giống là hủ môn chọi lên, liệu coi ê gán chạy con báo chơi về lẻ lên mà được Minh Thành nếu mà là chụp được rồi nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là kiên nhẫn nè, kiên nhẫn sẽ xử lý như thế nào đây, kiên nhẫn sẽ truyền cho giống như là Tấn Phát nè, Tấn Phát truyền cho Đức Cống xúc. Trời ơi trời, lúc này là còn có 5-6 phút thôi nhưng mà tụi tôi sẽ giống như là cố gắng nha anh em ơi, xúc
Rồi, khởi chiền nha. Đức Công, vô. Ngon lành canh đào liền anh em ơi. Đó, hai điều rồi nha anh em ơi. Bây giờ ai mà thua anh em là được cái hạng nhì anh em, với cái lá cờ nó không có vui anh em ơi. Vô địch đó nó vừa được cái cầu thủ xuất sắc nè, thủ môn xuất sắc nè. Đó, rồi cái giải nhất nè, cái cúp nè nó mới đạt. Đó, anh em thấy gì chưa? Lật kèo nha anh em ơi. 3-2 nghiêng về tỷ số của tem quý 11 ngón nha anh em ơi. Đó. Thì cái tem này là cái tem trẻ quý 11 ngón nha anh em ơi. Đó, bây giờ tôi là tôi cũng sung lắm rồi đó anh em ơi. Đó. Còn bây giờ là còn có 3 phút nữa thôi, còn có 3 phút nữa thôi là hết giờ nha. Bây giờ là cố gắng giống là câu giờ để mà giành chiến thắng nha anh em ơi. Xúc nhưng mà Phúc Nhân không xúc vô được, giống là kiên nhẫn anh em ơi. Thì cái khúc này mắc cự đó anh em. Đó, bây giờ xúc khúc bài cốc nè, xúc không vô đúng không anh em? Đó, còn một phút nữa thôi là hết cái này. Nếu mà ra biên anh em là tôi hết giờ đúng không anh em? Bây giờ xúc cái tự nhiên nó vô. Xong rồi tôi vô ben luôn anh em. Nó ảo quá cái chữ luôn anh em à. Đó, nhưng mà không sao nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là tụi tôi sẽ vô đá ben nha anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Vừa vô là cái hết giờ luôn anh em ơi. Còn bây giờ vô đá ben. Sao mà cái cuộc đời tôi nó không ăn luôn á, vô ben hoài nó gây áp lực cho tôi hoài. Gán nha, biết ben nha, thích nha. Gì ông nội, sao không biết ben? Gán, cố gắng biết ben nha. Ok, bây giờ đá ben nha anh em ơi. Bây giờ bên tôi phát xuất vô nha anh em ơi. Tới hố hút chân nè, hố hút chân nè, áp lực chồng lên não nè. Nãy nãy phải đưa nhạn trái, chiếc nhạn trái nè ba. hai đây siêu phổi áo vàng. Giờ tới siêu phổi áo vàng nè. Siêu phổi áo vàng nè. Có không nha anh? Sang một bên đó anh. Dọc má, dọc lên em. Ở trên thôi. Mít men. Mít men. Thôi giờ tôi đi về nha anh em ơi, hôm nay hết buồn được rồi.